luôn để thành người tốt của nhau. Tôi khổ quá, bạn ăn nước đắng là khổ quá. Alo đệ tử ra, gọi cho cha là ra sổ má. Người khôn kêu bận nhá, chim khôn thì kêu tiếng rảnh quá. Nghe lời tôi bạn nhá, đi đêm làm có ngày quẩy ba. Tóc của anh là gì thế? Thì kiểu tóc của mình là sói hoang hư hỏng, đốn ngã trái tim của những cô gái nóng bỏng. Bao ngày qua anh hoài chìm trong hồi ức đã xa, chợt nhận ra
괜찮아요. 괜찮아. Anh hoài chìm trong hồi ức đã xa, chợt nhận ra để quên những thứ trước mắt. Anh hoài chìm trong hồi ức đã xa, chợt nhận ra để quên những thứ trước mắt. Dự báo thời tiết nói hôm nay em không say nắng nhưng lại say ăn. Sẽ ngồi cùng nhau như ngày xưa và mỗi tối, không còn cái tôi, không còn hờn dỗi, trở về cái nôi và vô tư như hòn sỏi. Ta đã tự hỏi mình đang sống vì điều gì, vậy sự giàu có thì chính xác là bao nhiêu, đến ngày thành công khoảng cách ấy còn bao xa. Đích đến cuối cùng ai ở bên ta, ai còn ngân nga vài câu hát cho ta nghe, ai ngồi ôm eo và hôn má từ sau xe. Tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây để xóa đi số nợ 2,5 triệu của vòng 2. Bắt đầu rồi, ta cái đi, cái đi chị, cái đi, đúng rồi, cái đi càng nhanh càng tốt. Cái dây bao, cái tất cả số mã luôn, nhanh lên, càng nhanh càng tốt.